Hello anh em, mình là Chun. Thì hôm nay sẽ là một cái video khá là chóng mặt khi mình sẽ biến makeup trở nên như thế này. Ôi trời ơi. Và làm sao mình có thể chơi bếp vua khi nó trông như vậy thì hãy xem hết video để biết nhé. Có rất nhiều thứ hay ho trong video đấy. Và mình nhận thấy chỉ có 64% các bạn xem trên kênh mình mà không đăng ký. Mong anh em có thể giúp mình cho hai cái nó dài bằng nhau được không? Trong video này mình sẽ phải dùng đến một cái shader mới có thể làm được điều này. Mình sẽ để link shader dưới phần mô tả. Anh em có thể tải về và trải nghiệm. Và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, subscribe để mình có thể có ý tưởng làm nhiều video như này hơn. Và đừng quên tham gia Discord của mình để tham gia những sự kiện như mình sẽ add skin anh em vào trong thumbnail của mình. Yep, nếu như anh em có thể tham gia được. Và mình chúc anh em có cả một năm thật là vui vẻ nhá. Ok, bye bye anh em. Giờ thì dùng shader này để chơi bếp vua thôi. Let's go. Để chúng bắn tài khoản cho nha. Để chúng bắn tài khoản đó nha. What the fuck. Hello anh em nha. Hôm nay mình sẽ lên cho anh em một cái video gọi là fake cần nhất trong kênh của mình. Hello, xin chào cả anh em nha. Mình là Cò Thà Lộc. Mình là Chun giờ là chào mừng đây mà đến với kênh của Cát. Và mình là Dây Cát đây. Và hôm nay mình sẽ nhìn trang một cái shader cũng như là mẹ chúng béo. Thì cái shader này á, thì cái shader này bằng cách đấy anh em có thể tăng được. Anh em có thể tăng tầm gì bằng cách đấy nhưng rất là xa luôn ấy. Thì trong cái shader này anh em nên tắt cái practical ấy, có nghĩa là cái khi mà mình đánh người ấy. Bật đi nha, bật đi anh em ơi, bật. Meo meo meo. Cái tâm trí thôi đây. No. Thôi, vào nha. Chúng ta chơi nhanh nha, chúng ta chơi nhanh nha. Vào. Anh em khách mày. Khách hai tên. Mức mà châu nhà cắt sống trường hết. Cũng kinh. Xin lỗi vì những lời hứa. Đừng có hát là tỉ châu nhà cát sống thương bây giờ. Ok. Mẹ cái thằng bốc cát. Mẹ cái thằng mắt to. Mẹ cái thằng bốc trắng. Mẹ cái thằng mắt tòi. Mẹ lầy theo. Mẹ cái thằng mắt tòi. Mẹ cái thằng da đen đeo mặt nạ. Ma lắc quá. Ai hỏi ua cũng kê. Mẹ thằng cát đi. Thằng nào cũng béo hết. Mẹ lấy bộ bố cái gì ai? Mẹ bớt gáy. Mẹ gáy chó. What? Không còn cái này. Giúp. Giúp đây. Incoming. Cho lên chú này. Kì. Đánh nó đây. Ai máu? Ở chưa. Chưa vậy. Sao tôi ra bay lắc quá, tôi ra không biết tới nhà chưa nữa. Mẹ, đừng có chửi nữa, ta. Đừng có chửi nữa. Nó qua kìa. Mẹ qua không? Nó qua nhà bên kia mấy hai thằng. Mẹ. Mày sao quần không đâu? À, đúng rồi. Mẹ. Có bạn nhiều có tin nha. Rồi. Ui. Mẹ. Meo. Chỉ là tâm trí thôi đấy. Không nghe. Mẹ. Ô. Anh em là. Ui. Tỉa. Tỉa. Trời ơi cuộc sống mà. Trời ơi làm ơn đi, mở tai nghe lên nói chuyện bình thường đi. Trời cái gì ơi vậy? Thương. Ở đâu? Nó trong chat. Yeah. Ôi. Rồi ok chưa đây. Không mua mặt nó. Phòng máy vậy anh em. Phòng mẹ. Nôm. Ôi, ui. Ai đu. What the f- Chu bị lọt kè. Oh no.
lọt he kìa, chun lọt. Nói chung á là cái shader này anh em chỉ nhìn thấy những người ở dưới, không nhìn thấy những người ở trên được. Họ trước mặt thôi. Ngước lên trên là thấy bầu trời, không ngước xuống dưới mới thấy người chứ. Kiểu cái đầu của anh em sẽ bị thấp hơn cái dùng cái shader này. Ở thay cái thằng đeo mặt nạ không? Hack. Mấy thằng nó kiểu như là mấy thằng hang qua phim sẻ á. Là nó hay đeo mặt nạ để che mặt rồi nó chơi ngày nè. À, ra bữa thì ra xem một bộ rồi. Đấy. Ready tiếp. Mà chuông em đi GTB quen được. Hả? Cái gì cơ? Em chả biết cái gì hết. Nó cáp kìa. Red toàn chít không mà Chun Gaming quên đưa Ultra View. Là sao? Liên quan gì đến mình? Liên quan gì đến mình? Liên quan gì? Ây da. Ôi, xin em. Đi sang kia. Cả đống đứa luôn. Sang kim cương qua đây anh em. Sang thằng ngân của tao nữa. Này luôn này, nhơn luôn. Ôi vui. Ô, này. Motherfucker. Thấy không vui đó con. Ha ha. Fail the void with no reason. Anh em cố lên, mình phải mình cho bét của giường của Green Rockin. Ơi, chuk để tôi lên cho. Tại sao lại có con mẹ mày chứ, ấy nhầm. Ơi, con. Green qua. Ơi. Cao quá anh em ơi. Hên. Sao ngày cá tháng 4 lại vào lần. Hả? À, tại sao lại ngày cá tháng 4 lại vô mùng 1 tháng 4? Ừ, why? Đúng rồi, tại sao? Nó phải vô ngày 2 tháng 4 chứ. Tại sao ngày 2 tháng 4? Ừ. Tại sao nó không phải mùng 1 tháng 13? Tại sao nó phải mùng 1 Tết? Tại sao nó không phải là ngày lễ đi nghỉ? Ủa, anh em, tháng 4 không phải, cả tháng 4 là cả ngày 8, em vô 8 tháng 4 chứ mà tại sao nó lại vô 1 tháng 4? À. Đúng không? Phải cách định. Cái gì cơ? Đúng không? Cái là cả tháng 4 đúng không? Cả tháng 4 đúng không? Ừ. À, chị cá tập nãy nãy vô 8. Chú không nhìn thấy gì hết rồi đấy. Bà phải vô 8 từ rồi đâu. Cứ nó đập. Nó đập cái gì? Nó đập cái đích. Cái đầu. Nó đập cái con cá. Cá đang ở chỗ chú rồi, cá đang ở green với chú rồi. Kiu. Ê. Không cái gì. Bà mẹ mày. Mẹ mày bỏ con. Úi, hay quá. Đâu, cuộc sống mà, tôi đây. Ôi, kìa. Nhìn chú đánh nhau, anh em mày đứng nhìn chú đánh nhau. Đúng rồi. Ngon. Được rồi. Một em. Bạn rất cười, tôi đã hại. Hãy ố xì mà. Vô luôn. Ai kìa. Red. Blue. Ok, nó mít. Anh thấy nguyên một cái hố luôn. Cái gì vậy? Ai anh em ơi, thôi thôi thôi. Ok. Cứu. Tì ra. Nó mà lock in. Anh em ơi. Ui. I'm dead. Té xuống gì á? Bên cạnh nhau mà không biết. Ừ thật. Cát còn hai tụi mình ở đây thật cát. Shit. Ủa. Bên ngoài cửa. Đấy đi. Hay.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ngon. Được nữa. Bin 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 bin. Oh shit. Bin, chúng ta là những con ma chơi, bin. Chơi ma chơi, ma chơi, đằng sau. Ma chơi, ma chơi, ma chơi. Ủa, sao mắt nó y chang tỷ rồi. Ai khoan, hình như đứa nào có thằng đứa con mình đấy. Đây nó là ai chạy đi. Đi. Đằng sau. Bin chạy lên nhà bin, chạy đây. Bin về. Anh Joker Việt Nam. Từ, anh em. Anh Joker. What? Em bị dính to rồi. Y chang skin nè. Y chang skin nè. Em bị dính to rồi. Bye rồi em. Cứu. À, cũng bị rồi. Ồ. Oh. À, chú cũng bị rồi, chú cũng bị rồi. Chú bị dính tơ rồi. Nhưng mà chú là Spider-Man mà. Dính tầm lâm. Oh shit. Dính tầm lâm rồi. Ơi, tía, 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 tía. Chú bị dính cái trên này. Ôi, mày sẽ được xe đâu ta. Ồ. Cái bíp 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 bíp. Ra 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 ra, đừng 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 đây, nhìn này. Nhìn cái bức tượng, nhìn cái bức tượng, nhìn cái bức tượng. Bin. Ê khoan. Ủa? Tự nhiên trước mặt. Đù, anh Spider-Man. Anh ơi cứu em. Oh, nhìn Bin buồn cười cực, nhìn Bin buồn cười cực. John, Kalyan. Ok, T3 đi. Mưa. Bin anh em, à em, anh em đừng nhìn, nhìn chun. Nhìn chun, nhìn chun. Nhìn cái bị ép ừ. Vô đi, vô đi anh em ơi. Ok, vô nha. Cái gì? Đóng không mà e vô. Đóng Windows, nâng cấp Windows. Mẹ thâm gì nha. Đi ra phân này mà. Mẹ ơi, đóng cửa sổ sao? Cái gì ấy? Ừ, chêu. Đóng cửa, à, anh em vào đây, kệ cát. Đúng rồi. Trời mẹ chát vô. Kêu cá đi thôi, vô. Vô. Kích. Không chơi kích. Kích đi. Được, ok. Kích. Trốn cát. Đúng rồi ta. Trời, nhìn cát nhìn nước lên mặt thằng nước. Ồ. Ủa à. Từ, im. Im, xích vô tí đá, xích vô. Ừ. Khỏi đóng rồi. Ngoài anh em, đợi tí kêu mẹ lắm. What? Ơ, nhìn cát kiểu đầu to hơn thân á, nhìn nhờ. Nó bị kẹt ở trên á, bay mưa tùm lum bô á. Ôi tao cũng hư mẹ chùa rồi. Đây giờ cắt. Cái gì cũng vẽ mà. Anh em chắc chung đi, hư mẹ chùa rồi. Đâu? Later. Mẹ thì chơi mua tê tai. Mày có mua tê tai. Cái gì đây? Ôi, bay luôn bộ mạch chủ luôn. Thôi, theo bọn tôi chơi nhá. Ok, oh, đừng rồi này. Chơi luôn. Ô. Buku. What? Kunchi. Oh, what the fuck? Kunchi chơi một cách rất là ngớ ngẩn luôn. Ting. Vãi không tin được. Lukaku. Ơ.
không có chat, nó cứ im im nè. Ừ, nó cứ im im cái gì vậy, tao bảo ai ơi, 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 ơi,
sao? When she in my heart. Cả đông đứa luôn. Trời ơi, ba đứa. Chạy. Ok. À, đúng rồi, tiền ra quân nhau xuống đi. Bulu bulu. Quân nó xuống đi, tiền ra quân nó xuống được. Kìa kìa kìa. Ta hình luôn này. Ba giang. Trên đầu à. Đấy, có đứa dùng cung nữa, trời ơi, idol TikTok. Idol TikTok. À, Kame. Kame. Ui, một quả đâu. Máu. Một quả đâu. Để chú sẽ bảo vệ mình. Kéo về tôi đi. Mày vào đây, mày vào đây. Ui, đầu. What? Ui, nó. Một đứa chắc rồi. Ui. Cảm ơn Jun đã bảo vệ tôi. No. No. Tôi chạy đây. Tôi sẽ nhớ ơn. Ai bình tĩnh nha Jun. Tôi thì cũng là một trải nghiệm khá là thú vị trong cái video lần này thì. Nhưng mà thấy có vẻ thấy vắng vẻ quá, thấy vắng vẻ quá nhỉ. Vắng vẻ quá trời ơi, cuộc sống mà. Ủa, có ai đâu? À, có ai rồi. Oh shit. Ai đâu bạn ơi, bạn. Ồ oh. Thôi xong rồi, cảm ơn anh đã xem video, hãy bình luận đi kênh này, hãy cho mình một like, subscribe. Ok, thank you anh em. Tôi đừng có bướng nữa, đừng có bướng nữa. Không thắng được trận nào luôn, khó thắng lắm. Thật ra là có một trận thắng này, nhưng mà anh em nghịch quá, không thắng được. Tệ.